Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Trong bối cảnh các cường quốc trên thế giới đang tập trung vào việc mua sắm vũ khí hạng nặng, Việt Nam đã chọn cho mình một lối đi khác biệt. Thay vì đầu tư vào các loại vũ khí có sức công phá lớn, Việt Nam đã quyết định đặt mua các loại UAV, hay còn gọi là máy bay không người lái nhỏ gọn. Mục tiêu của chiến lược này là thực hiện lấy yếu đánh mạnh, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia một cách hiệu quả và bền vững. Nhiều nguồn tin uy tín từ Nga đã khẳng định rằng Việt Nam đang sở hữu một lực lượng UAV hùng hậu, luôn sẵn sàng can thiệp khi cần thiết và có khả năng tấn công đáng kể trong các tình huống khẩn cấp trên chiến trường. Thông tin này đã khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi lo lắng, với nhiều bình luận châm biếm và bày tỏ sự quan ngại về việc Việt Nam sở hữu loại vũ khí mạnh mẽ này. Truyền thông Nga cũng tỏ ra ấn tượng và đặc biệt quan tâm đến các binh đoàn UAV của Việt Nam. Vậy, liệu Việt Nam có thực sự nắm giữ một nguồn lực quân sự đáng kinh ngạc như những gì được đồn đại? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Gần đây, khi nhắc đến lực lượng UAV, máy bay không người lái của Việt Nam, nhiều trang báo Nga đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam không chỉ mua UAV từ Israel và Mỹ, mà còn có khả năng tự sản xuất loại thiết bị tiên tiến này. Trong khi các cường quốc quân sự trên thế giới đang tập trung vào việc mua sắm và nâng cấp các loại máy bay chiến đấu hạng nặng, Việt Nam lại chọn cho mình một hướng đi khác biệt, đó là tập trung vào việc gia tăng sức mạnh quốc phòng thông qua việc sử dụng UAV. UAV là các thiết bị bay nhỏ gọn, linh hoạt và dễ dàng điều khiển. Khi Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất UAV và phát triển số lượng lớn, lực lượng này sẽ tạo ra sức mạnh đáng kể trong các nhiệm vụ quân sự. Thú vị hơn, hiện nay, người dân Việt Nam từ nông dân đến sinh viên đều có khả năng điều khiển UAV một cách dễ dàng. Điều này tạo ra một thách thức không nhỏ cho các quốc gia khác trong khu vực. Bên cạnh đó, việc mua bán UAV của Việt Nam với các quốc gia khác cũng đã được truyền thông trong nước đề cập nhiều. Một sự kiện đáng chú ý là lễ ký kết hợp đồng với Mỹ và Israel vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Theo hợp đồng này, một công ty của Mỹ đã nhận được hợp đồng trị giá 47,9 triệu USD, tương đương khoảng 1.120 tỷ đồng, để sản xuất tổng cộng 34 chiếc UAV Scan Eagle. Trong số này, 6 chiếc sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát với tổng giá trị khoảng 9,7 triệu USD, trong khi các chiếc còn lại sẽ được phân phối cho các quốc gia Đông Nam Á khác, cụ thể là Malaysia, 12 chiếc, Indonesia, 8 chiếc và Philippines, 8 chiếc. Hợp đồng này còn bao gồm việc cung cấp trang thiết bị, dịch vụ sửa chữa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đối tác, từ đó mở ra cơ hội hợp tác quân sự đa phương trong khu vực. UAV Scan Eagle có chiều dài 1,71m và sải cánh rộng 3,11m với trọng lượng máy bay dao động từ 14 đến 18kg. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 22kg, cho phép UAV này bay ở độ cao tối đa 5.950m với tốc độ bay tối đa đạt 66,3 km/h, trong khi tốc độ bay hành trình là 49,7 km/h. Scan Eagle sử dụng động cơ xăng hoặc nhiên liệu CP5-CP8, cho phép nó hoạt động liên tục suốt cả ngày và thực hiện giám sát trên biển và trên cạn. Scan Eagle được đánh giá là một lựa chọn chi phí thấp hơn so với nhiều hệ thống giám sát khác, với khả năng truyền video thời gian thực cho người điều khiển và đảm bảo tính bí mật cao, vì nó không cần đường băng để cất cánh. Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam cũng đã ký kết một thương vụ đáng chú ý với Israel để mua các UAV Heron 1 trị giá 140 triệu USD. Theo chuyên trang về quốc phòng và quân sự Charlie Statewide, mục tiêu của Việt Nam là sử dụng UAV Heron 1 cho các nhiệm vụ giám sát chiến lược, bao gồm cả tuần tra bờ biển. Heron 1 là loại UAV hạng nặng được phát triển bởi Israel, quốc gia tiên phong trong lĩnh vực UAV, và không phải là sản phẩm của Mỹ. Sự thành công trong phát triển công nghệ chế tạo UAV của Israel đã tạo động lực cho các công ty như Neo Atomic của Mỹ trong việc phát triển các mẫu UAV của riêng mình, chẳng hạn như MQ-1 Predator. Heron 1 có trọng lượng khoảng 1,2 tấn, tương đương với UAV Predator, nhưng thời gian hoạt động liên tục lên đến 40 giờ với tốc độ tối đa 205 km/h, cao hơn rất nhiều so với đối thủ của nó. Thêm vào đó, Heron 1 có tầm bay lên đến 10 km, cao hơn khoảng 2 km so với Predator, và sải cánh rộng tới 16,5 m, lớn hơn so với sải cánh của Predator, khi chỉ dao động từ 13,2 m. UAV Heron được trang bị phần mềm thông minh có khả năng tự động cất cánh và hạ cánh, một tính năng mà nhiều loại UAV của Mỹ không thể làm được.
Những thông số và tính năng nổi bật này không chỉ cho thấy sự tiên tiến trong công nghệ UAV của Israel, mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho các nhà sản xuất UAV trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tất cả những gì mà Việt Nam hiện đang sở hữu. Gần đây, việc đất nước hình chữ S tuyên bố thành công trong việc sản xuất UAV Hera đã gây chấn động trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia, UAV Hera sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội không kém gì so với các sản phẩm của các quốc gia khác. Hera là dòng UAV duy nhất trên thế giới có thiết kế nhỏ gọn, đủ vừa trong ba lô cá nhân, nhưng vẫn có khả năng nâng tới 15 kg, cho phép mang cùng lúc 4 thiết bị chính xác. UAV Hera được tích hợp với phần mềm PRIC của Israel, giúp tăng khả năng tự động dò tìm và định vị chính xác các đám khói, đám cháy, cũng như người bị nạn. So với các dòng UAV hay drone cùng loại, Hera có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng lại có sức nâng tối đa lớn hơn gấp 10 lần và khả năng gắn thiết bị đồng thời nhiều hơn gấp 4 lần so với bình thường. Khả năng xử lý dữ liệu của Hera cũng vượt trội hơn rất nhiều. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, UAV Hera đã hoàn thành một chuyến bay thực chứng trong công tác cứu hộ và cứu nạn trên bầu trời Bavaria của Đức. Thành tựu này đã khiến đại diện của nhiều công ty công nghệ và giới chuyên gia nghiên cứu ứng dụng phải cảm thấy nể phục. Không có gì ngạc nhiên khi công ty RMUS của Mỹ đã đặt mua Hera để sử dụng cho việc dò tìm khí ga bị rò rỉ trong ngành dầu khí và cho công tác cứu hộ trong các khu vực công cộng. Ngoài ra, các lực lượng thực thi pháp luật tại California và Texas cũng đã đặt hàng UAV Hera để huấn luyện lực lượng của mình. Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng đội quân UAV của Việt Nam thực sự là một lực lượng tấn công đáng gờm, phù hợp với các cuộc chiến tranh phi đối xứng, trong đó Việt Nam thường phải đóng vai trò yếu thế so với kẻ địch. Đặc biệt, các UAV nhỏ gọn của Việt Nam có khả năng tấn công theo nhiều phương thức khác nhau, như tấn công đơn lẻ hoặc tấn công theo kiểu bầy đàn. Điều này gây khó khăn cho việc phát hiện và định vị của kẻ địch. Hầu hết các UAV của Việt Nam có tầm bay thấp và phát ra tín hiệu radar rất nhỏ. Điều này khiến chúng trở nên khó phát hiện bởi kẻ thù. Trong trường hợp kẻ thù muốn bắn hạ UAV của Việt Nam bằng tên lửa, họ sẽ phải đối mặt với chi phí lớn về số lượng đạn dược cần thiết để tiêu diệt chúng. Gần đây, sự lợi hại của UAV Việt Nam đã được một trang mạng lớn của Trung Quốc ngầm thừa nhận. Cụ thể, một đoạn video clip được đăng tải với tiêu đề Tàu 052D Biển Đông của Trung Quốc bị máy bay không người lái của Việt Nam đánh bại đã thu hút sự chú ý. Việt Nam đã nhắc nhở Trung Quốc rằng họ cần phải cẩn trọng. Dưới video, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Một số người cảnh báo rằng Trung Quốc không nên chuyển giao công nghệ quốc phòng cho các nước láng giềng vì điều này có thể nâng cao năng lực quân sự của họ. Họ lo ngại rằng Việt Nam có thể sử dụng những khả năng này để tấn công Trung Quốc khi cần thiết và họ cần phải cảnh giác cao độ nếu Việt Nam sở hữu thiết bị gây nhiễu cho UAV. Một cư dân mạng khác nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã lâu không trang bị các biện pháp đối phó với máy bay không người lái. Họ cho rằng đây là thời đại chiến tranh, không phải hòa bình, và một phút bất cẩn có thể dẫn đến thảm họa khó lường. Do đó, Trung Quốc nên tập trung vào việc chống lại UAV, đồng thời xây dựng một đội quân UAV mạnh mẽ và hiệu quả giống như Việt Nam đang làm hiện nay. Thị trường vũ khí khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang rộn ràng trước thông tin một cường quốc quân sự lớn trong khu vực là Ấn Độ đang có kế hoạch bán hàng nghìn xe tăng T-72 đã qua sử dụng cho các quốc gia có nhu cầu. Theo báo chí Ấn Độ, đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này khi họ quyết định loại bỏ các xe tăng do Nga sản xuất để chuyển sang các hệ thống vũ khí tiên tiến từ nền công nghiệp quốc phòng nội địa. Một quan chức cấp cao tiết lộ rằng toàn bộ số xe tăng T-72 sẽ được tân trang tại Ấn Độ trước khi xuất khẩu, giúp các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có thể tận dụng được những phương tiện chiến đấu mạnh mẽ này với chi phí hợp lý. Vậy, các xe tăng T-72 nâng cấp của Ấn Độ có gì đặc biệt? Và liệu rằng với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam chúng ta có thể chấp thời cơ này để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp đã có phần lạc hậu? Với binh chủng tăng thiết giáp của Việt Nam, dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hiện đại hóa xe tăng T-54, vẫn còn tồn tại những thách thức lớn đối với phiên bản T-54B nâng cấp. Một trong những điểm yếu chính là khẩu pháo dĩnh xoắn 100mm D-10T2S, vốn được coi là lỗi thời trong nhiệm vụ chống tăng hiện đại. Loại pháo này hầu như đã bị bỏ rơi vì không còn tiềm năng nâng cấp và các loại đạn hiện tại không thể xuyên thủng được giáp của xe tăng hiện đại. Đạn xuyên động năng 3BM-25 do Liên Xô phát triển cuối cùng cho T-54, 55 vào năm 1976 có khả năng xuyên 320mm thép ở khoảng cách 1000m. Nhưng so với các loại pháo tăng và đạn xuyên hiện đại ngày nay, hiệu quả này là rất hạn chế.
Trong những năm 1990, một số quốc gia phương Tây đã sản xuất đạn xuyên động năng để đáp ứng các đơn hàng liên quan đến T-54, T-55 như đạn M1000A1 của Bỉ, có khả năng xuyên 380mm thép ở khoảng cách 2000m. Tuy nhiên, những thông số này vẫn thua xa các loại pháo tăng hiện đại sử dụng đạn xuyên tiên tiến ngày nay. Mặc dù Việt Nam đã nỗ lực phát triển đạn xuyên động năng APFSDS cho T-54B, nhưng hiệu quả của chúng trong vai trò chống tăng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Khẩu pháo 100mm trên T-54B cải tiến khó có thể đạt được khả năng tương đương với các pháo tăng 125mm hoặc 120mm hiện nay, và dù có cải thiện so với đạn thời Xô Viết, vẫn không thể cạnh tranh với các công nghệ tiên tiến hiện đại. Vì lý do này, từ lâu đã có những ý kiến cho rằng Việt Nam nên thay thế pháo 100mm vốn đã lỗi thời và không còn được Nga sử dụng bằng pháo 105mm tiêu chuẩn NATO đi kèm với các loại đạn xuyên hiện đại. Việc thay thế này đã từng được thử nghiệm nhưng không được lựa chọn khi tiến hành nâng cấp T-54B. Việt Nam không sử dụng phương án T-54M3 với pháo 105mm M68 do Israel cung cấp, mà 100 chiếc T-54B cải tiến đầu tiên vẫn giữ pháo 100mm. Ngoài pháo, công nghệ giáp của T-54B cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Dù đã được trang bị giáp phản ứng nổ, ERA, nhưng lớp giáp chính vẫn là thép truyền thống, với độ dày khoảng 203mm ở tháp pháo và 100mm ở thân xe. Các giải pháp nâng cấp sau đó, như giáp phản ứng nổ Contact 1 và giáp yếm BDD từ Nga, chỉ cải thiện khả năng bảo vệ chống lại đạn xuyên chuẩn NATO 105mm. Những vấn đề này đặt ra thách thức lớn cho việc tiếp tục coi T-54B là nòng cốt trong lực lượng tăng thiết giáp, đòi hỏi phải có những giải pháp hiện đại và mạnh mẽ hơn. Với xe tăng T-72, Việt Nam có thể dễ dàng giải quyết hai vấn đề nêu trên, bao gồm cả pháo và giáp, nhờ khả năng hiện đại hóa vượt trội của dòng tăng này. Quân đội Ấn Độ, với kho dự trữ đáng kể xe tăng T-72 của Liên Xô, Nga, đang hướng tới việc hiện đại hóa khi khởi động chương trình xe chiến đấu tương lai FRCV đầy tham vọng của mình. Bị xem là không còn phù hợp với triết lý quân sự của Ấn Độ, T-72 đang bị New Delhi loại bỏ dần. Thay vào đó, Ấn Độ đặt mục tiêu đưa vào sử dụng hàng loạt xe tăng nội địa mới từ năm 2030. Sáng kiến này sẽ dẫn đến việc sản xuất 1.770 chiếc FRCV, nhất là khi dự án được chính phủ Ấn Độ bật đèn xanh. Vào năm 1980, khi Ấn Độ đang tìm kiếm xe tăng mới để thay thế các loại xe tăng cũ của Anh, Thủ tướng Indira Gandhi đã chính thức đề nghị Liên Xô để nhập khẩu xe tăng T-72M nặng 34 tấn và mua giấy phép sản xuất phiên bản T-72M1 nặng 41,5 tấn tại nhà máy xe máy hạng nặng Avadi. Đầu năm 1982, hai chiếc T-7M được trang bị động cơ diesel 780 mã lực và pháo nòng trơn 125mm 2A46M đã được gửi đến Ấn Độ để thử nghiệm. Sau khi đánh giá, T-72M và T-72M1 động cơ V84MS công suất 840 mã lực đã được Ấn Độ phê duyệt làm xe tăng chủ lực thế hệ mới. Trong suốt thập niên 1980, Ấn Độ đẩy mạnh việc sản xuất T-72M tại nhà máy Avadi với dây chuyền sản xuất được Liên Xô chuyển giao. Phiên bản T-72M do Ấn Độ sản xuất được đặt tên là Ajaya, trong tiếng Ấn có nghĩa là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, đây thực chất là phiên bản xuất khẩu của T-72M1 với một số tính năng đã được rút bớt so với phiên bản nội địa của Liên Xô. Ví dụ, công nghệ giáp của T-72M là giáp thép đúc liền, thay vì giáp phức hợp như trên T-72A hoặc T-72B nội địa. Giáp của T-72M có độ dày tương đương 380mm thép đồng nhất và các thử nghiệm tại Đức năm 1991 cho thấy nó có thể chịu được đạn xuyên động năng 105mm từ khoảng cách 2000m, cũng như đạn xuyên nổ lõm từ mọi cự ly. Trong chiến tranh vùng vịnh, giáp của T-72M1 thậm chí còn chịu được phát bắn từ đạn nổ lõm 120mm của xe tăng M1 Abrams. Hệ thống điều khiển hỏa lực của T-72M1 bị cắt giảm, bao gồm việc không có hệ thống đo xa bằng laser và kính ngắm nhìn đêm chỉ tương đương với loại T-62. Tuy nhiên, pháo 125mm 2A46M vẫn được giữ nguyên, tạo nên một ưu thế đáng kể. Những cắt giảm này không phải là vấn đề quá lớn đối với Ấn Độ, đặc biệt khi nước này có sự tiến bộ về công nghệ và giao thương quân sự Đông Tây sau năm 1991. Điều này giúp Ấn Độ tiếp tục duy trì và cải tiến dòng xe tăng T-72M1 trong nhiều năm sau đó. Các xe tăng T-72M nâng cấp của Ấn Độ đã khắc phục hầu hết các nhược điểm của mình qua các chương trình hiện đại hóa sâu rộng. Ước tính khoảng 1.500 đến 2.000 chiếc T-72 mà Ấn Độ sản xuất trong thập niên 1980 đến 1990 đã được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu chiến đấu hiện đại với nhiều cải tiến quan trọng.
các xe tăng T-72 Ajax được trang bị thêm giáp phản ứng nổ nội địa, hệ thống điều khiển hỏa lực SCO-1T do Ba Lan sản xuất và hệ thống điều khiển hỏa lực DVA tích hợp kính ngắm pháo thủ PCD và kính nhìn đêm TES do Israel cung cấp. Hệ thống ngắm quan sát bị động ngày đêm POD-72 cho trường xe, máy tính đường đạn laser do Nga phát triển và nhiều cảm biến quan trọng khác cũng được tích hợp. Ngoài ra, các xe tăng này còn trang bị hệ thống định vị từ Israel, hệ thống cảnh báo laser chiếu xạ do Đức cung cấp, hệ thống thông tin liên lạc của Italia và hệ thống phòng vệ chống tác nhân sinh hóa. Một cải tiến đáng kể nữa là việc trang bị động cơ có công suất 1.000 mã lực do Ấn Độ sản xuất, giúp tăng cường khả năng cơ động cho xe tăng. So với T-54B, phiên bản T-72 mới hiện đại hóa có ưu thế rõ rệt về hỏa lực nhờ pháo 125mm, vẫn đang được phát triển sâu rộng về công nghệ đạn dược. Ví dụ, đạn xuyên động năng 3BM-42 của Liên Xô có thể xuyên 500mm thép đồng nhất ở khoảng cách 2.000m, trong khi đạn 3BM-70 hiện nay có khả năng xuyên 800-900mm thép đồng nhất ở cùng khoảng cách, đủ sức tiêu diệt các xe tăng hiện đại của phương Tây. Về công nghệ giáp, T-72M hiện đại hóa có lớp giáp chính ưu thế hơn so với T-54B. Khi được trang bị thêm giáp phản ứng nổ công nghệ mới, khả năng bảo vệ của T-72M tăng đáng kể, đủ để chống lại các loại đạn xuyên 125mm hoặc 120mm trong một số điều kiện nhất định. Đây chỉ là phiên bản hiện đại hóa của Ấn Độ với công nghệ phương Tây, nhưng Ấn Độ và Nga hiện đang hợp tác cải tiến dòng T-72 nhằm phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Điều này mang lại cơ hội cho các nước có nhu cầu sở hữu xe tăng hiện đại nhưng có ngân sách hạn chế, nhờ vào việc Nga đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ các thiệt hại trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Những cải tiến này sẽ giúp tạo ra một chiếc xe tăng T-72 hiện đại, toàn diện và đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các khách hàng có ngân sách quốc phòng eo hẹp như Việt Nam. Việc Ấn Độ sẵn lòng cung cấp T-72 nâng cấp cho Việt Nam không phải là điều đáng lo ngại, đặc biệt khi xét đến mối quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa hai quốc gia. Ấn Độ đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quân sự, từ cung cấp tàu chiến, phụ tùng, đến đào tạo phi công và thủy thủ tàu ngầm. Do đó, nếu Việt Nam có nhu cầu, việc Ấn Độ sẽ cung cấp các xe tăng T-72 đã nâng cấp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề không phải nằm ở khả năng cung cấp của Ấn Độ, mà là liệu Việt Nam có còn hứng thú với dòng T-72 hay không. Hiện tại, Việt Nam có xu hướng tập trung vào các giải pháp vũ khí và phương tiện hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong tương lai. Điều này khiến việc mua thêm T-72 trở thành một câu hỏi về ưu tiên chiến lược quốc phòng của Việt Nam trong thời gian tới.